Trương Hinh Dư và màn tẩy trắng gắt nhất showbiz, từ Trà Xanh bị ghét bỏ đến vợ quân nhân và người mê. Giờ đây, khi nhắc tới Trương Hinh Dư, người ta sẽ nghĩ ngay đến danh xưng mỹ miều, người vợ quân nhân đẹp nhất showbiz. Mỹ nhân họ Trương đang có cuộc hôn nhân mỹ mãn bên ông xã điển trai cùng sự nghiệp trên đà thăng tiến. Thế nhưng trong quá khứ, Trương Hinh Dư lại có quá khứ đen, bị gọi là Trà Xanh thứ thiệt. Có thể nói, nữ diễn viên đã có màn tẩy trắng gắt nhất showbiz, vượt mặt tình địch Phạm Băng Băng một thời. Trương Hinh Dư, tên thật là Trương Yến, sinh năm 1987 tại Giang Tô, Trung Quốc. Sở hữu nhan sắc xinh đẹp, body nóng bỏng, nhưng thành tích học tập khá bết bát. Nhờ sự giới thiệu của bạn bè, Trương Hinh Dư một mình tới Bắc Kinh phát triển sự nghiệp. Để nhanh chóng nổi tiếng, cô sẵn sàng chụp những bức ảnh mát mẻ, thậm chí là dung tục, phản cảm. Điều này khiến Trương Hinh Dư nhanh chóng nổi tiếng trên mạng xã hội, thậm chí được bầu chọn là nữ thần trong mắt các đấng mày sau. Không bao lâu sau, Trương Hinh Dư quyết định ký hợp đồng với công ty quản lý, chính thức hoạt động với vai trò nghệ sĩ showbiz. Lọt vào mắt xanh của đạo diễn Phùng Tiểu Cương, Trương Hinh Dư tham gia bộ phim Phi Thành Vật Nhiễu và được khán giả chú ý. Nữ diễn viên tham gia nhiều bộ phim nổi tiếng như Long Môn Phi Giáp, Phong Thần Bản, Võ Mị Nương Truyền Kỳ và được đánh giá cao về nhan sắc cũng như diễn xuất. Tiếc thay, Trương Hinh Dư mãi chưa thể vươn lên hàng ngũ sau hàng A. Một trong những nguyên nhân khiến Trương Hinh Dư không thăng tiến nổi chính là đời sống tình ái phức tạp. Trong đó không thể không kể tới ba nam diễn viên từng đi qua cuộc đời của nữ diễn viên từ mỹ nhân, đó là Ngô Trác Hy, Lý Thần và Hoắc Kiến Hoa. Nén duyên với Ngô Trác Hy khi hợp tác, Trương Hinh Dư nhanh chóng hẹn hò với nam diễn viên hàng đầu TVB lúc bấy giờ. Thế nhưng, vì sợ ảnh hưởng tới sự nghiệp, Mỹ Nam Song Long Đại Đường không công khai tình cảm. Cuối năm 2011, tài khoản Weibo cá nhân của Ngô Trác Hy đăng tải bức ảnh giường chiếu của mỹ nhân họ Trương khiến cộng đồng mạng gây sóng. Rất nhiều nguồn tin khẳng định rằng chính Trương Hinh Dư đã lấy điện thoại của Ngô Trác Hy để đăng ảnh mà không hỏi ý kiến anh. Chính vì điều này, mỹ nhân họ Trương nhận vô số gạch đá từ cộng đồng người hâm mộ Ngô Trác Hy, bị tố là kẻ tâm cơ, nhiều toan tính, coi bạn trai như bàn đạp để thu hút sự chú ý. Sau khi công khai tình yêu, chàng lãng tử TVB vẫn dính tin đồn tình cảm với người đẹp từ Tử Sang, khiến Trương Hinh Dư vô cùng bất mãn. Cô thậm chí còn đăng tải trên Weibo rằng, hy vọng chị gái miệng lạp xưởng đừng đến quấy rầy chúng tôi. Được biết, từ Tử Sang vốn nổi tiếng với bờ môi dày, gợi cảm. Việc Trương Hinh Dư cà khịa thẳng tay như vậy khiến Ngô Trác Hy vô cùng khó xử. Đến năm 2012, cặp đôi này chính thức chia tay sau 2 năm gắn bó. Sau Ngô Trác Hy, Trương Hinh Dư rơi vào lưới tình với nam diễn viên Lý Thần. Đúng vào ngày thất tịch năm 2012, cặp đôi công khai tình yêu, thường xuyên tay trong tay tham dự sự kiện, phát cậu lương với những cử chỉ ngọt ngào. Thậm chí có nhiều thông tin cho rằng cả hai đã tính đến chuyện về chung một nhà. Lúc này, hàng loạt phốt đen trong quá khứ của Trương Hinh Dư bị đào mộ trở lại. Cô dính nghi án là gái bao nhà hàng, lộ loạt ảnh giường chiếu táo bạo với bạn trai cũ. Trước áp lực dư luận, Trương Hinh Dư đâm đơn kiện kẻ tung tin vào năm 2013 và giành chiến thắng. Lý Thần cũng kiên quyết đứng về phía người thương giữa bố rìu dư luận. Dù vậy, netizen vẫn nửa tin nửa ngờ và hình ảnh của Trương Hinh Dư trong mắt khán giả cũng xuống dốc không phanh. Chẳng bao lâu sau, cặp đôi lại đường ai nấy đi trong sự bất ngờ của người hâm mộ. Trên mạng xã hội lan truyền tin đồn, Trương Hinh Dư ngoại tình với Hoắc Kiến Hoa, cắm sừng Lý Thần. Một người bạn của thành viên Hurry Up Brother khẳng định, Hoắc Kiến Hoa qua đêm với Trương Hinh Dư tại một khách sạn ở Hàng Châu vào khoảng thời gian giữa năm 2013. Tin đồn này trực tiếp ảnh hưởng tới tài tử họ Hoắc, khiến anh lâm vào cảnh khốn đốn vì áp lực và những lời xì xào bàn tán của dư luận. Sau khi tin đồn lắng xuống, cứ ngỡ Trương Hinh Dư và Lý Thần sẽ không liên quan đến nhau nữa, thì cuộc chiến mới lại nổ ra. Đó là khi Lý Thần công khai tình yêu với Phạm Băng Băng vào năm 2015. Biết tin này, Trương Hinh Dư một mặt thì đăng bài viết chúc phúc. Mặc kệ người ngoài nói gì, anh phải hạnh phúc nhé. Nhưng mặt khác lại ám chỉ, Phạm Băng Băng là người thứ ba chen chân vào chuyện tình của cô và Lý Thần. Điều này khiến nữ diễn viên bị chê trách là kẻ hai mặt, Trà Xanh. Nhiều lần nín nhịn không được, Lý Thần lên tiếng tố cáo ngược lại Trương Hinh Dư là kẻ ngoại tình, khiến anh phải buông bỏ tình cảm. Từ đó, Trương Hinh Dư bắt đầu cuộc chiến ăn thua đủ với Phạm Băng Băng, không chỉ móc mỉa, ngầm tố cáo bị Phạm Băng Băng chèn ép, mà cô còn like bài viết, cà khịa nói xấu Phạm Gia, bắt chước phong cách thời trang của tình địch để thu hút sự chú ý. Sau đó còn bày trò chơi trội tại các sự kiện có Phạm Băng Băng tham gia. Nữ hoàng thị phi cũng chẳng phải tay vừa khi có những động thái đáp trả đanh thép. Những màn đấu đá của hai mỹ nhân đình đám kéo dài trong nhiều năm liền khiến nhân tình tha hồ hít hà drama. Dần dần, khi sự nghiệp của Phạm Băng Băng ngày càng thăng tiến, trong khi Trương Hinh Dư mãi chẳng thể bật lên được, nữ diễn viên họ Trương mới dần tém lại.
Sau khi thất thủ trước Phạm Băng Băng trong cuộc chiến tình trường, Trương Hình Dư tập trung hơn cho sự nghiệp, thể hiện tài năng hội họa và dần vớt vát lại thiện cảm của công chúng. Đặc biệt, khi góp mặt trong show Kỳ Binh Thần Khuyển, cô nhận được nhiều lời khen vì sự dũng cảm, mạnh mẽ của mình. Cũng chính trong chương trình này, Trương Hình Dư nên duyên với chàng quân nhân đẹp trai Hà Tiệp. Mối tình của họ chẳng khác gì chuyện ngôn tình ngoài đời thực, khi mà chàng quân nhân rót cắt tóc của người đẹp phải chịu trách nhiệm cả đời với cô. Chỉ sau 6 tháng hẹn hò, Trương Hình Dư tuyên bố lên xe hoa với người thương. Tôi đã từng nghĩ rằng nếu sau này tôi kết hôn, nhất định không phải đến tuổi rồi, càng không phải vì điều kiện của hai bên phù hợp. Chỉ có một nguyên nhân, gả cho anh ấy, gả cho tình yêu. Sau khi Trương Hình Dư công khai tin vui, rất nhiều trang thông tin cùng gửi lời chúc tới người đẹp. Việc nữ diễn viên về chung một nhà với chàng soái ca tài giỏi, nhà ba đời làm quân nhân, khiến cộng đồng mạng có cái nhìn khác về cô. Thậm chí, không ít người còn cho rằng những bê bối trong quá khứ của Trương Hình Dư chỉ là tin đồn thất thiệt. Không biết thực hư như thế nào, nhưng người đẹp này đã có pha tẩy trắng quá thành công sau khi kết hôn. Hà Tiệp cũng công khai cho biết, dù trước kia Trương Hình Dư là người như thế nào, thì trong mắt anh, nữ diễn viên vẫn là người đẹp nhất. Sau này tôi tuyệt đối không cho phép bất cứ ai chửi bới cô ấy. Những lời nói ngọt liệm tim này khiến netizen hú hét vì cảm thấy lại tin tưởng vào tình yêu. Giờ đây, Trương Hình Dư đang có cuộc sống hạnh phúc như mơ bên Hà Tiệp. Nữ diễn viên bí mật sinh con nhưng không công khai, cũng như không tiết lộ hình ảnh của bé. Dù ông xã thường xuyên bận rộn, ít thời gian ở bên nhau, nhưng cuộc sống của cặp đôi này vẫn khiến dân tình ngưỡng mộ không thôi.